Chào anh em đang xem miền Tây Sola ha. Bây giờ là khuya ngày 1 tháng 9 2024. Thì cái ngày đầu tiên của tháng 9. Chúc anh em có những ngày nghỉ lễ thật là vui, thật là hạnh phúc và nhiều cái may mắn ở trong cái công việc trong tháng 9 nha. Thì ngày nay cũng là ngày nghỉ lễ của anh em, ngày 1 tháng 9 2024. Mình đi giao hàng mới về anh em. Mẹ xe còn đậu nè. Đó, đi giao hàng cho mấy anh em mới về. Thì sáng ngày mai mình lại có chuyến đi miền Tây nữa nha. Anh em nào ở miền Tây thì có thể nhanh chóng đăng ký để sáng mai mình chở luôn nha. Đó, sáng mai mình lại có chuyến miền Tây. Thì bây giờ cũng khuya rồi. Mình làm một cái video ngắn để cảm ơn mấy anh em. Dù là người ta đang trong thời kỳ nghỉ lễ nhưng mà mấy anh em vẫn mua hàng. Phải nói là rất là nhiệt tình. Ví dụ như đây là con Eco Power này, đèn Orina này, thấy không? Và vô số những cái thứ khác. Ở ngày nay có mấy anh tới nhà nữa thì cũng cảm ơn mấy anh ngày nay tới nhà luôn nha. Rồi đây nè anh em, cái đồ mà gói rồi á, đây một đống luôn ha. Thì đối với một kênh năng lượng thì một ngày đóng đơn vậy là cũng là đã là thành công rồi. Và một số mặt hàng mình chở đi rồi nữa. Đấy, có một số mặt hàng mình chở luôn. Ngày nay mình chở đi cũng khá nhiều. Đấy, sáng mai thì bưu điện sẽ vào lấy cho anh em. Bưu điện sáng mai vào lấy ha. Mình bố trí nè. Đấy. Thì hàng hóa còn rất là nhiều ha. Anh em nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ. Thì cái chỗ của mình nó mưa. Nó mưa quá mưa đi. Cho nên chiều giờ cũng dọn dẹp cũng tùm lum tùm la hết nè. Anh em thấy nó khá là bừa bộn. Đấy, thì các bạn, các anh em có nhu cầu thì hãy lên đơn. Mình sẽ gói và gửi cho anh em. Ví dụ như anh em đăng ký trong ngày nay thì tối mình gói và sáng mai mình đi gửi bưu điện sớm. Chứ còn mà đăng ký trong ngày nay thì mình gửi trong ngày nay không có kịp nha anh em. Do ban ngày thì không có gói kịp. Chúng ta phải tập hợp lại, chúng ta gói ban đêm. Ví dụ như 12 giờ trưa anh em đăng ký thì 6-7 giờ chiều gói và sáng bữa sau, rạng sáng bữa sau là bưu điện nó vào nó lấy nha mọi người. Thì quy tắc nó như vậy. Mưa ngày nay có ướt cái này không? Ướt này không? Đây có ướt này không ta? Đây mềm mềm nè. Thấy không? Này là nó bị dột ha. Nhà gì mà bị dột. Nhà ngói mà dột. Hay thiệt. Dột ngay mấy chỗ nguy hiểm không? Thì mấy anh em nào mà có nhu cầu mua pin mặt trời, coi được video này anh em nhắn mình nhanh nha. Ngày mai 2 tháng 9 2024 là cũng lễ luôn đó anh em. Lễ luôn. Mình lại có một chuyến nữa nha. Một chuyến nữa. Đây thì mấy cái đèn năng lượng của mình nè. Tuy là ngày nay mưa khá là nhiều nhưng mà đèn năng lượng vẫn có điện sử dụng bình thường nha. Đấy. Thấy không? Đây, mấy cái đèn năng lượng ở trong nhà mình nè. Đèn của JD, đèn của Blue Carbon. Thì những cái đèn này nó tuy là cái ngày nay không có nắng nguyên ngày đâu, nhưng mà bọn nó vẫn sạc và vẫn xài bình thường. Không, sử dụng bình thường. Thôi mình chào anh em nhé. Một lần nữa cảm ơn các anh em ủng hộ các cái đơn hàng của kênh. Hy vọng là gặp các anh em nhiều hơn nữa trong tháng 9 này nha. Có nhu cầu mua hàng cứ nhắn Zalo. Zalo nó đầy không kết bạn được nhưng mà chúng ta cứ nhắn thoải mái nha anh em.